Rồi liên quan đến bạn giáo viên, phần F câu 2 nè. Hồi nãy á, các em thấy là liên quan đến bạn học viên đúng không? Bây giờ liên quan đến bạn giáo viên thì mình cái này không cần mấy dấu ngoặc này đâu nha các em. Cái này dấu ngoặc là tự động nó sinh ra. Rồi bây giờ bạn gì? Giáo viên. Được chưa? Rồi, mấy cái này không cần đâu nhé. Thuộc cái vỏ là mình phải thuộc cho thầy nhé. Rồi, nếu nè tồn tại một cái dòng mà cột giới tính, vẫn là cái bạn ấy luôn, giới tính. Khi mà các em ghi ở đây là giáo viên thì nó cái lúc này cái này là dòng dữ liệu của giáo viên mới nhập vào á, tương tự như vậy. Nghĩa là dòng giáo viên khi nhập vào hoặc là khi sửa, không phải nếu mà không nằm trong những cái như như nam nè và nữ, thấy giống cái này không? Nữ. Đó, thì bạn phải nhập cột giới tính. Thấy giống nhau không? Giới tính là nam hoặc nữ, nam hoặc nữ. Ý như vậy hiểu ý không? Quên ở đây dấu nháy đơn nhé. Đó, rồi xong, phải xong rồi đó, nhanh lắm. Đó, rồi cái này thì mình giống như thầy nói là giống như mình đặt một cái bẫy ở đây nè, thấy chưa? Rồi bây giờ khi mình thử nhập dữ liệu vào bảng giáo viên thử, hoặc là mình sửa dữ liệu nó cũng báo lỗi luôn á. Rồi thì ghi nữ một, thấy không? Thấy báo lỗi được, thấy không? Nghĩa là giống như là dạng buộc, bắt buộc phải nhập chữ nam hoặc là chữ nữ chứ không nhập được, không được nhập chữ khác á. Hiểu hiểu chưa? Rồi bây giờ viết cho thầy câu số